Nhưng ông cũng hỏi kè rất hay. Em cho chị Hùng rồi nghe chưa? Chị Hùng em đây. Tất vô. Đầu em đầu quăng em đây quăng quắn chị đầu. Chị đầu quăng quắn em đây, chị đầu quăng đầu quắn chị chấm trên đầu. Em là đầu quăng, chị đây quăng đầu chị quăng em quăng. Em là quăng dấu chị đau, chị đây quăng dấu em đau chị nè. Chị là đầu quăng em nha. Em là quăng đấu chị quăng em đầu. Chị là đầu quắn nha em, đầu quắn một chùm, em đây đầu quắn trên đầu tóc mai. Em là đầu quắn tóc mai, là em quăng đấu quăng đầu tóc mai. Em là quăng đầu đầu quắn cho 332, 23. Em là quăng đầu quăng quắn, chị là quăng đầu em quắn chị quăng. Chị là đầu quắn em quăng, chị là em quắn em đầu chị quăng. Em là đồ quắn. Bữa nay ai đồ hết đồ rồi. À hết đồ mặc rồi. Em là đồ quắn, đồ quăn. Chị là đồ quắn, đồ quăn em đâu. Em là mặt ná, mặt na. Chị là mặt lóc, mặt tròn, mặt ngu. Em là mặt lá, mặt dài. Chị là mặt móc, mặt dài, mặt mai. Em là cô áo không xương, dễ thương quá chừng. Chị biết liêm diêm. Em là cô bé ban mai, nắng mai đưa sớm, sớm trưa đưa người. Tự dựa luôn em. Em là cô bé dễ thương, hận nhân em đó em ngồi kế ai. Em là cô bé cà lem, lem nhem em nhớ chị hoài. Em về để má em la, má em la nữa chị buồn em nha.